Tên tôi là Lê Thi. Và năm nay là tôi là 97 tuổi. Thì cách đây là gần 100 năm. Mà cái nơi tôi ở là nó thuộc về một cái thế hệ. Mà cái lúc đó nó còn đang là pháp thuộc. Tất cả những người đàn bà cái thời gian ấy là coi như bằng cái đồ vật để cho mọi người sử dụng chứ không được quyền hiểu biết. Nó sinh ra một cái sự phản ứng, phản kháng. Và tôi thấy rằng mình có thể bất cứ, không kể là nam hay nữ, có thể làm được tất cả như những người khác. Tôi nhớ rằng ngày trước là tôi có thấy người ta dùng cái máy tính thích tay, cái bản tính gọi là lanh máy, họ cứ phải tiếp. Thế thì tôi mới thấy là máy tính này là có một cái hàng chữ. Thì tôi hỏi cháu, cái hàng người ta muốn học gõ, học cái máy tính này có được không? Anh nói được chứ. Như vậy là tôi học máy tính từ năm 2007. Khi mà tôi học dùng máy tính chỉ để gõ, tức là để viết. Cái niềm đam mê sở thích của tôi được rút gọn và nhanh chóng rõ ràng hơn. Đại khái nó giúp tôi đọc được nhiều. Nó giúp tôi đọc được nhiều, tất nhiên trong cái đọc ấy là tôi học hỏi được nhiều thôi. Thế là sau dần dần, rồi qua những cái yêu cầu của bản thân viết và đọc ấy rồi, thì lan can thỉnh thoảng là tò mò sang Kai, rồi sang Facebook, rồi sang Emai, rồi có thể Kai mấy là cháu tôi ở tận bên Nga hay là tận bên Mỹ, để cho tôi nhìn thấy cái tận mắt cái sinh hoạt, cái đất nước ở một cái thế giới xa xôi. Tôi là một bà già rất cổ xưa, nhưng mà chung quanh tôi thì nào là máy tính. Và đối với các cụ thì cũng không nên là tự mình quan điểm rằng mình không làm được cái gì mình cũng làm được. Như thế thì thật ra công nghệ hiện đại nó cũng không có gì khó lắm.